Xin chào các bạn, tiếp chuỗi series tự học 6 lĩnh vực 2022. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lệnh RIS tạo rank thật, rank ngoài, rank trong hay là rank nhiều đầu mối. Để vào lệnh RIS, các bạn sẽ click mũi tên dưới lệnh Hovindsat và mình sẽ chọn lệnh RIS. Và đây là các thông số trong lệnh RIS mà phần mềm cung cấp cho các bạn ha. Đầu tiên là vị trí RIS xuất phát nè. Mình sẽ chọn vị trí bắt đầu ha, là vị trí cạnh và cũng chính là cái đường kính mà để nó định dạng RIS của mình. Mình sẽ chọn cái cạnh bên dưới này. Đó, các bạn có thể thấy ở đây ha. Và ở đây là mặt xuất phát hoặc là cạnh điểm xuất phát ha, hoặc là offset. Nếu như các bạn sử dụng lệnh offset này, offset lên bên trên hay là bên dưới ha, thì cái điều kiện range đi từ trên đi xuống hay là nó offset cách mặt mà mình chọn là một khoảng cách là bao nhiêu. Các bạn sẽ nhập vào khoảng cách ở đây. Còn nếu như mà các bạn chọn mặt xuất phát đi ha, thì mình sẽ chọn mặt trên. Nó sẽ di chuyển range ha. Các bạn có thể thấy đây, nó di chuyển từ mặt trên di chuyển xuống ha. Và góc xuất phát của range là 0 độ hay là 180 độ qua bên kia. Thì đây là cái góc xuất phát ha. Các bạn có thể là để mặc định là 0 độ. Và tiếp theo là chiều sâu range ha. Revolution là số vòng này. Số vòng range của các bạn này. 3 vòng này. Đó, hay là chiều sâu. Chiều sâu là bao nhiêu. Đó. Tiếp tục là cái loại range. Tiếp tục là loại range ha. Loại ra các bạn có thể thấy đây, mình có chọn là Matrix Die, là Matrix Tab, hoặc là Schedule File, những cái kiểu tiêu chuẩn mà mình tạo ha, custom, những cái biên dạng range custom của mình thay là tự tạo mình đặt vào đây. Và mình có làm video hướng dẫn ở phần mô tả cho các bạn ha. Ở đây ví dụ mình sẽ chọn là Matrix Die, chọn kiểu range là M10 nhân 1, chẳng hạn như vậy. Đây, các bạn có thể thấy ha. Và mình có thể là điều chỉnh thủ công đường kính và cái bước xoắn. Bước xoắn mình cho là 5 thì các bạn sẽ thấy rõ dễ hình dung hơn ha. 5 hay là 3, 3 mm ví dụ như vậy. Và cái bước xoắn của mình, cái range của mình các bạn thấy là nó đang hướng vào trong phần vật liệu. Thì mình sẽ chọn phương pháp là cắt grid ha. Cắt grid là cắt range, range cắt ha. Còn nếu như mà các bạn chọn extrude grid là tạo range ngoài. Tạo ra ngoài thì các bạn sẽ sử dụng cái option là mirror profile để cái profile của mình nó đối xứng ra bên ngoài. Range của mình nó nằm bên ngoài thì mình mới tạo ra ngoài được ha. Và nó cũng có là cái xoắn, cái góc độ để cái range này nó xoắn ha. Các bạn sẽ thấy đây. Mình có thể là hiệu chỉnh nó ha. Còn không thì để mặc định là không. Range thẳng ha. Và left, range trái hay là range phải của các bạn ha. Range trái này. Range phải này. Đó, các bạn có thể là điều chỉnh ha, điều chỉnh. Và multi start ở đây là cái chức năng mà tạo ra nhiều đầu mối cho các bạn ha. Tạo ra nhiều đầu mối, ví dụ như là mình muốn tạo ra 4 đầu mối chẳng hạn. Và mình sẽ chỉnh lên cái bước ra nó trên này. Là 5 thì các bạn sẽ dễ nhìn. Ha, các đầu mối các bạn đây. Một đầu mối này, 2 này, 3 này và 4 này. Đó, ra 4 đầu mối của các bạn ha. Thì đó là cái phần là multi start là range gì đầu mối. Ở đây mình click OK thử ha. Đây, các bạn thấy ha, mình tạo range ngoài, range gì đầu mối range ngoài. Và mình xuất phát từ trên mặt cho nên nó sẽ có những cái đường thừa. Và mình sẽ tinh chỉnh lại cái option, một xíu. Ở đây mình sẽ tạo cái range cắt cho nên mình chọn cắt grid và mình sẽ mirror profile ra bên trong. Đó ha. Đó. Và các bạn có thể là cắt từ trên ngoài cắt xuống ha, hoặc là mình có thể là chọn cái option là trim with start face ha, nó sẽ trim. Các bạn có thể thấy đây, nó lấy cái mặt trên của mình, nó cái mặt start của mình ha, và nó sẽ trim đi, trim đi những cái đường dư bên ngoài, bên trên. Các bạn click OK. Như vậy các bạn đã tạo được cái range cắt 4 đầu mối ha. Range cắt 4 đầu mối ha, 1 2 3 4 ha. Đây, lệnh tạo ra thiệt của các bạn. Tiếp tục lệnh grid. Tiếp tục ha, mình đã tạo ra cắt rồi, bây giờ mình sẽ tạo ra ngoài ha. Tạo ra ngoài cho cái đường kính ở bên này, đầu bên này. Đó, và range mình sẽ chọn kiểu range là ví dụ như là M18x1.5 đi. Đây ha, và mình sẽ chỉnh thông số cho các bạn thưa thưa ra mình dễ hình dung ha. Và mình sẽ chọn là extrude và mình mirror ra bên ngoài để mình làm extrude ha. Extrude đây.
Và các bạn có thể, nếu mà extrude thì các bạn có thể là offset, đi từ bên trên ha, đi từ bên trên đi xuống nè. Và mình sẽ sử dụng cái option là trim with start face, để nó sẽ cắt bỏ đi những cái đường ranh dư ở bên ngoài. Ok, ở bên trên nè, những cái đường ranh dư ở bên trên nó sẽ bỏ đi, nó sẽ bỏ đi ha, và nó sẽ tạo cho mình cái ranh ngoài. Và cái option cuối cùng, option cuối cùng của lệnh rig này, đó là khi cái rig của bạn có kích thước dài quá ha, ví dụ như thế này, đây, nó ăn sâu xuống dưới mặt dưới luôn, thì cái option trim width and face nó sẽ giúp các bạn là ran chỉ dừng lại tới cái mặt mà nó tiếp tiếp nối nó thôi ha. Ok, các bạn có thể thấy ở đây, thì đó là toàn bộ các lệnh tổng quan của lệnh rig. Hay là tạo lỗ đây ha, các bạn có một cái vành lỗ này, mình tạo một cái lệnh rig nữa, cắt ran ha, cắt ran đường kính, đường kính ran cắt này đó, và mình sẽ mirror profile qua bên trong ha, về hướng cái vật liệu thì mình mới chọn cắt rig. Và cắt rig thì mình có thể là offset, offset đây ha, hoặc là mình sẽ cắt từ mặt trên, mình chọn cắt từ mặt trên này, các bạn có thể thấy ở đây, và chiều sâu cắt của mình là bao nhiêu, 15 chẳng hạn như vậy. Và ok, như vậy các bạn đã tạo ra được một cái biên dạng range cắt ha. Chúc các bạn thành công.